Chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Winner cho 10 độ bứt phá với dàn chân và hơi thở ấn tượng, gây chú ý cho người xem phong cách là phối màu. Cùng với đó là dàn mặt nạ trước được chế mũ là siêu ngầu, với một số phụ tùng cực chất làm cho chiếc Winner cho 10 độ trở nên ấn tượng một cách lạ thường. Winner độ bứt phá với dàn chân và hơi thở đầy ấn tượng, khoác trên mình một phong cách là khá thể thao, tổng thể màu cam đen phá cách và có chút vàng neon vô cùng đặc biệt. Đi kèm với dàn chân ấn tượng là phục upside down hay còn gọi là phục hành trình ngược. Với cái chân phục xinh xì sắc nét đã làm cho chiếc xe độ thêm phần khỏe khoắn hơn. Chiếc xe độ ốp đầu Enerbit, mặt nạ được thiết kế lại với đèn sương mù nhìn rất sắc sảo và đầy các lạ. Hai ốp trước được chế mũ đầy tinh tế nhằm che đi cái phần cổ máy mạnh mẽ bên trong. Phục Colin bình dầu rời với độ nhún nhảy vô cùng bị máy. Bo Raider có gọi là cái điểm nhấn cho cái phần sau của chiếc Winner độ này. Và mâm OZ, đĩa gaffer làm dàn chân thêm phần cứng cáp. Honda FX độ há mồm với dàn chân thanh mảnh. Honda FX độ có vẻ là vô cùng ấn tượng với màn lột xác cực chất của Baker đến từ Lâm Đồng. Chiếc xe trở nên đẹp hơn khi khoe dáng của một loạt đồ chơi khủng từ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Vùng đất sương mù của Lạc rất nổi tiếng với khung cảnh đẹp nên thơ và cái lạnh nhẹ nhẹ đặc trưng. Ngoài ra còn có những bản độ xe vô cùng ấn tượng xuất hiện rất nhiều và ngày càng đẹp hơn. Và dưới đây là một bản độ FX được độ lại một loạt đồ chơi đầy cứng cáp, góp phần làm nối dài thêm hàng ngũ xe độ của tỉnh nhà. Ấn tượng với phần đầu xe được độ lại tay thắng của Racing Boy, nắp che cùng bình dầu Baker, tô điểm thêm cái phần đầu hầm hố là cặp gù Rizuma cùng với bộ công tắc LED nổi bật. Tổng thể dàn chân trước nhìn rất lạ với cái đèn nhôm Aki, cái đĩa thắng kiểu phát dây dầu xin xe vân. Dàn chân sau cũng được nâng cấp không kém phần hấp dẫn, chiếc phục Racing Boy màu vàng đặc trưng đến từ Mã Lai kết hợp với cái bộ Opolis cho tổng thể sau của chiếc xe thêm phần hầm hố. Phần biển số giúp cho người điều khiển tăng thêm 100% cái sự đẹp trai. Dài góc ảnh cực ngầu của chiến mã tay ga. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.